lãnh đạo hai nước Nga-Mỹ chấp thuận một thông cáo chung về vấn đề Syria, nhất trí rằng không dùng giải pháp quân sự cho cuộc xung đột ở Syria. Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin chấp thuận thông cáo này bên lề thượng đỉnh APEC tại Việt Nam. Hai nhà lãnh đạo thế giới nhắc lại sự khẩn thiết phải tiêu diệt nhà nước Hồi giáo và đồng ý vẫn mở các kênh thông tin liên lạc quân sự giữa đôi bên để đảm bảo an toàn cho cả hai lực lượng Mỹ-Nga cũng như ngăn chặn các sự cố nguy hiểm cho các lực lượng đồng minh chiến đấu chống lại nhà nước Hồi giáo. Giới chức Nga cho hay, ông Putin và ông Trump trao đổi với nhau trước buổi lễ chụp ảnh lưu niệm chung của các nhà lãnh đạo tham dự APEC ở Đà Nẵng. Cả hai nhà lãnh đạo Nga-Mỹ xác nhận cam kết tôn trọng chủ quyền độc lập và toàn vẹn lãnh thổ Syria, đồng thời kêu gọi các bên liên quan đến cuộc xung đột Syria sử dụng tiến trình Geneva để tìm giải pháp.